Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hiện tại là mình đang đứng ở trên đầu các bạn ạ. Đứng trên đầu một nhân vật mà chắc là nhiều bạn biết các bạn ạ. Đây thì cái nhân vật này nó có tên là Bạch Tuyết đấy. Nhưng mà mặc dù là build hình Bạch Tuyết nó hơi bựa một chút nhưng mà không sao các bạn ạ. Tất nhiên là không phải là sinh tồn trên đầu Bạch Tuyết đâu, bởi vì xung quanh làm gì có gì đâu. Mà cái map này nó có tên là cắm trại trên chính xác là cắm trại cùng Bạch Tuyết các bạn ạ. Nói chung là nhìn có vẻ hay ho đấy. Đấy, bạn chủ map có gửi mình cái ID ở trên kênh YouTube. Nói chung là thôi thì cũng chưa thử ra như nào. Nghe cắm trại cùng Bạch Tuyết cũng tò mò các bạn ạ. Rồi thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá cái map có tên là cắm trại cùng Bạch Tuyết này để coi xem nó có gì hay, có gì thú vị không các bạn nha. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nha. Bạn nào yêu quý Mèo Pèo thì đừng quên bỏ ra vài giây xem quảng cáo ủng hộ Mèo Pèo một gói mì tô ăn Tết các bạn nha. Rồi để coi xem mà chủ map từ từ nha. Không thể có ID, bạn nào không thể có thông tin gì luôn. Rồi không sao vậy, chắc là lát nữa mình sẽ thoát phòng vào để coi xem cái ID map là gì các bạn nha. Ok, mình sẽ lấy bốc màu xanh đi, lấy tất cả luôn. Bây giờ cái trò vẫn được ấy. Ủa thế tại sao cái bốc xanh không được nhỉ? Không được ta, hình như nó chỉ có tác dụng với mấy cái ô ở trên đấy các bạn ạ, hình như thế. Tức là nếu như chúng ta kéo cái này xuống ý thì không được nữa. Ok, thì ra là vậy. Yêu rồi, cứ tạp quá, khiếp thật, ta phải lấy từng cái các bạn ạ. Rồi ok. Đấy, nói chung là Mèo Pèo khá là thích màu xanh cho nên mình sẽ lấy màu xanh nhá. Đấy, cái được này. Ok, rồi. Lấy thêm màu trắng đi, có màu trắng không ta? Đó, lấy thêm màu trắng các bạn ạ. Hình như mình lấy hơi nhiều quá hay phải. Ok, tí nữa thừa thì bỏ ra sau. Rồi. Ở đây có gì không? Có đồ kim cương này, ngon. Có đồ kim cương các bạn ạ. Khoan này, cưa này, xẻng cái này không cần đâu. Quốc thì không cần các bạn ạ, mình không làm ruộng mấy. Súng móc này, được. Để coi là xô nước à? Lấy không cần đâu. Có cái pháo ngút trời đấy, ngon, lấy thôi. Chết full đồ rồi. Chắc là phải bỏ bớt đồ các bạn, bỏ bớt mấy đồ đi. Chắc là lấy tầm khoảng đấy, này thôi. Đấy, ok. Rồi, mặc giáp rồi đã. Ok, mình sẽ lấy thêm pháo ngút trời. Lấy thêm cái hàng rào. Đây, rồi. Mình nghĩ là cũng ok, từ từ lấy thêm nước đi. Lấy thêm cái xô nước đi. Lấy gì nhớ nhở? Tầm khoảng 4 cái đủ rồi. Rồi, ok. Bàn chế tạo chắc không cần đâu. Rồi mình để mình coi xem. Có cổng địa ngục ấy. Chắc là lát nữa mình sẽ thử xuống địa ngục xem có gì không các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ nào cắm trại đã. Đây có pháo ngút trời đây. Rồi để coi em nào. Ok, đi lượn một vòng quanh cái Bạch Tuyết này xem như nào các bạn ạ. Trời ơi, Bạch Tuyết bay các bạn ạ. Ok. Bạch Tuyết này không một chân ở giờ mình định nghĩ Bạch Tuyết này không một chân các bạn ạ. Build cái váy tại sao không build luôn cái chân đi pa? Hay là cái váy này dài quá chân các bạn? Chắc mình nghĩ là cái váy này dài quá chân. Đây. Thử cắm trại đây nào. Cái giỏ này hơi bé nhỉ? Cái giỏ này nó hơi bé các bạn ạ. Để mình đào thử xuống là xem mà đây có gì không. Thì ra trong cái giỏ này. Ok. Trong cái giỏ này chúng ta có một cái thế thì cần quá thì phải từ từ nha. Thế thì mình nghĩ là mình sẽ mình không cần thiết là phải từ từ để mình coi nào. Không cần phải cắm trại đâu, sẽ được chạy luôn. Tận dụng luôn các bạn, tận dụng luôn. Thử xem nào. Hay đấy. Tận dụng cái này luôn các bạn ạ, tận dụng cái giỏ này cắm trại luôn, cắm trại trong cái giỏ này luôn. Để thử em nào. Hợp lý các bạn ơi. Mình sẽ tận dụng cái giỏ này để cắm trại luôn. Rộng phê chứ. Khá là rộng các bạn ạ. Cái phòng này khá là sáng luôn. Trời ơi, ánh sáng chói lóa luôn này. Được của nó chứ nhỉ. Ok phê đấy. Để từ thử em nào, có thủ không ta? Thủng, chết thôi, không được. Đây, mình sẽ tận dụng cái giỏ này để cắm trại luôn các bạn ạ. Được đấy, rồi. Mình coi xem cái này sâu đến đâu. Đây hình như là cái tay hay cái gì ý, không biết là cái gì nữa các bạn ạ. Để đào thử em nào. Đấy, tự nhiên là có cái vùng để cắm trại này, cắm trại trong cái giỏ của Bạch Tuyết. Đỡ khỏi xây luôn, hợp lý. Nó lại hợp lý quá luôn các bạn ạ. Dâu. Ủa, sâu phết đấy chứ. Đào sâu phết này, đó, chỗ này cũng rộng đấy, mình sẽ làm cái cửa đây đi. Mình có gỗ không, mình sẽ làm cái bàn chế tạo. Từ để mình coi xem là sâu đến đâu nhá. Thủng, cái này hình như là cái tay ấy phải. Không biết cái này có phải là cái tay không. Cái này là cái tay Bạch Tuyết không ta, đúng không ta? Đúng rồi, cái này là cái váy. Mình nghĩ là mình cũng đào khá là sâu các bạn, mình nghĩ là đến tầm này thôi nhỉ. Để coi xem đào được bao nhiêu nữa. Từ, thủng, ok rồi. Chắc là đào đây thôi. Ok, đào thêm hai block nữa. Đó, nói chung là cũng chứ thủng. Rồi, chắc là đào đến đây các bạn ạ. Rồi ok.
Ở chỗ này sáng chói lóa luôn. À, mình sẽ làm một cái bàn chế tạo để ở đây. Đó. Đây cái bàn làm việc các bạn ạ, mình thiếu gỗ nhở. Đi kiếm gỗ đã, từ từ anh em ơi, kiếm gỗ đã. Ở đây có khá là nhiều gỗ này. Ồ, từ nay hết sáng của trời rồi. Để tiết kiệm. Rồi, ok. Có cưa mà, mình có cưa mà lo gì. Có cưa đâu nhở, đây. Đấy, đi kiếm ít gỗ các bạn ạ. Dâu. Map này là không khóa thời gian nha, chắc là lát nữa là sẽ có dây ân đấy, hơi mệt đấy. Phải cẩn thận, đề phòng các bạn ạ. Khoai tây, thôi bỏ. Dám bài củ khoai tây, dẹp ngay. Hey. Ờ, mình cần đất nữa, cần đất để tí nữa làm cái lò, cần đất, cần đá để làm cái lò các bạn ạ. Ờ, đâu nữa, cái đây rồi, ok. Đào ít đất đi, kiếm ít đất làm lò, kiếm ít đá luôn. Yo. Hình như mình cần 7 đá, phải cần 7 đá, có cần thì cái lò cần 7 đá các bạn nhá. Thôi kiếm thêm đá đi, đằng nào cũng mất công mà, kiếm thêm đá luôn các bạn ạ. Hey, kiếm nhiều đá luôn, cái này là 18 rồi này. Ờ, mình nghĩ là tầm khoảng 22 đủ đấy, chắc đủ đấy. Lên rồi. Ờ, chết, nhầm lên. Ok. Rồi, đi kiếm thêm gỗ thôi, bây giờ chỉ cần kiếm gỗ các bạn, đất là đủ rồi. Đất là 4 cục à. Rồi kiếm thêm đất đi. Rồi, ok, trời sắp tối rồi này, hiện tại là... Uầy, 4 rưỡi trong thời gian mi đua rồi các bạn ạ. Trong thời mi đua là 4 rưỡi rồi. Bây giờ phải kiếm gỗ nhanh thôi, kiếm gỗ nhanh còn lên xây nhà các thứ nữa. Khá là càng đấy. Ok, mình nghĩ là cũng được khá gỗ rồi nhỉ. Đủ, ta không biết đủ chưa ta, bao nhiêu gỗ ở đây? 16 mảnh à, thôi cho lên 20 tròn đi. 20 rồi về các bạn ạ. 20 rồi về. Ờ, 18 rồi này. Ủa, nó rơi đâu rồi? Ở đây rơi đây à? Ủa, rơi rồi kỳ thế. 19 rồi này. Hey, một cái nữa. Ok, 20 rồi, đưa, 21 rồi này, rồi đi ơi. Về đợi, về rồi các bạn ơi. Ok. Hey, rồi. Xuống đây. Đó, mình cần làm cái cửa nè, mình sẽ làm cái cửa đi. Ờ, chính là cái cửa các bạn ạ. Mình kiến trúc mà nào, ờ, làm hai cửa. Đó, mình sẽ làm cái cửa ở đâu ta? Ờ, đây đi. Đó, ok. Làm cái cửa ở đây các bạn, mình sẽ xây cái sàn gỗ cho ra một chút. Từ từ, mình thừa này mà đúng không? Mình đang thừa cái này mà, đó. Đây, làm cái này đi. Thừa mà, đó. Mình đang thừa cái này lo quá đi nhở. Đó, làm cái kiểu ban công các bạn ạ. Hey, mình có hàng rào mà lo gì, đúng không anh em? Đây, đấy, mình nói chung là mình thừa cái đá. Cái này cái gì nhỉ, gọi là cái khối huỳnh quang các bạn ạ. Thừa khá là nhiều luôn, xây nó mở rộng ra một chút cũng không sao đâu. Ok, rồi mình nghĩ là rộng này ok rồi nhỉ. Ờ, chỗ này không đủ, ok, rồi mình sẽ thêm một lần nữa đi. Rồi, ok luôn. Hey, dựng hàng rào xung quanh này. Ờ, từ nhá. Xây viền trắng xung quanh đi. View. Ui, tí rồi, càng đấy. Ờ, một, thêm chỗ này nữa. Hey. Ok, đùa đấy. Rồi, sẽ lấy cái hàng rào ra này. Lắp hàng rào xung quanh. Đó, hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Đây mình sẽ, chỗ này mình sẽ... Đây có cửa rào đây. Đó, để cửa rào đây các bạn ạ. Đặt đây này. Đặt đây, ôi, hợp lý luôn các bạn ơi. Ôi rồi, ông nào đây? Dây sắt à, 3 sao à. Ôi, thôi dẹp đi. Điều khác trời, khiếp thật. Bán đồ linh ta hình tinh. Đấy, đi, rồi. Ờ, làm cái cửa ở đây. Ồ, hợp lý không? Trời ơi, các thấy không? Cắm trại cực kỳ easy luôn. Ơi, rộng rãi phết các bạn ạ. Mình sẽ bịt cái này vào, mình sẽ bịt cái trên này vào. Mình sẽ làm cái gì ta? Ờ, trên này mình sẽ xây cái gì nhỉ? Ủa, hay là mình sẽ dùng cái này đi. Từ, bình tĩnh. Đây, mình sẽ để như này. Sau đây mình sẽ bịt bằng cái màu gì ta? từ, anh em bình tĩnh. Màu xanh đi. Hey. Ok, ổn rồi đấy, có vẻ ổn đấy nhỉ? Có vẻ, thôi mình nghĩ là... Đập đây đi. Bỏ cái hàng rào đi. Rồi, bịt kín luôn. Đấy, bịt kín luôn. Rồi, ôi chết, nhầm. Đây, rồi, bịt kín luôn. Ok, rồi. Cắm cái nước ở đây này.
tắm nước ở đây này. Đó, nó lại hợp lý quá luôn các bạn ạ. Nhà sáng chói luôn. Ok, mình sẽ bỏ cái bàn chế tạo đi, để ở chỗ khác cho đỡ chật. Bàn chế tạo mình sẽ làm hai cái bàn chế tạo đi. Mình sẽ làm cái nữa. Đấy, để hai góc luôn. Để hai góc các bạn, để một cái ở đây, để một cái ở đây. Đâu rồi? Ủa, mình tự mình chế rồi mà. Đây, đó, xong làm cái lò. Làm cái lò nung các bạn ạ. Đây, làm cái hai lò nung. Đó, một cái để đây, một cái để đây. Đó, hợp lý luôn. Bây giờ mình đang bị thiếu giường nè. Chết giờ mình quên không chế giường rồi. Ui, có dã nhân ở dưới kia. Bây giờ có con cừu đấy, có con cừu này. Mình sẽ mạo hiểm. Mình sẽ mạo hiểm đi xuống. Bắn con cừu lấy len các bạn ạ. Đây, có con cừu này. Một con cừu. Cừu này. Rồi, ok, xin len nhá. Rồi, len rồi, ok. Ủa, len rồi. Mình tưởng nhặt len rồi mà. Ủa, len rồi. Len rơi đâu rồi? Chết rồi, len rồi. Chết, len đây, ok, len xám à? Len xám rồi, ok, mình cần thêm. Ui, nguy hiểm quá. Nen. Đây, thấy cừu rồi, ok, thấy cừu rồi. Ở kia có 2 con cừu kìa. Ấy, khá nhiều cừu ấy. Ok, rồi có khá nhiều cừu, cái bao đam ấy, 25 đam này. Ok, 25 đam, đánh được. Cừu này, cho xin ít len bạn ơi. Rồi, ui, nè, ném mấy con này ra. Ném mấy con này ra các bạn ạ. Hey. Ok, chế giường. Lấy len để chế giường các bạn ạ. Bên này có cừu tiếp này. Ở đây có cừu này, rồi. Mình sẽ đi kiếm ít len để chế giường các bạn ạ. Mình không nhớ chế giường cần cái gì đâu, kệ đi. Cứ kiếm nhiều len thì... Ui, con nhện kiểu nguy hiểm quá. Nhện này. Rồi, len rồi. Ba len rồi. Lấy tên lửa. Ui, tên lửa sẽ hết rồi kìa, phải tiết kiệm các bạn ơi. Hết tên lửa rồi. Chết thật, đi buổi tối nguy hiểm quá. Hey, mình sẽ đánh nốt nhá. Mình sẽ đánh nốt hai con cừu này xong đi về. An toàn là trên hết. Hey. Ok, đi đâu mà may quá, vẫn còn một tên lửa. Về thôi. View. Rồi. Té. Ok, phải tiết kiệm nhiên liệu. Ok, chế ơi, chế giường ơi. Chế giường cần khúc gỗ à? Cái giường hơi xấu nè. Mình coi xem có chế cái giường khác không. Hình như là cái giường cần gì ấy. Ui, cần cái thuốc nhuộm à. Tiếp thật, thôi dẹp xứ đi. Mình lấy đô thuốc nhuộm giờ này rồi nữa. Thôi, chế tạm hai cái giường này vậy. Đó. Ok. Rồi, chế tạm hai cái giường ấy. Có thịt cừu đấy nhưng mà không có gì để nung à. Tiếp, ôi, lấy tạm hàng rào. Nung tạm hàng rào các bạn ạ. Ok, đó, để hai cái giường ở đây, hợp lý luôn. Mình sẽ chế cái giường nữa nhỉ. Đang cần giường đấy. Đang bị thiếu giường. Chế cái giường cần gì ta? Miếng gỗ thông. Không có gỗ thông, thôi. Chế tạm cái này vậy. À đây, chế cái giường ăn quả này, đó. Mình sẽ để cái giường ở đây đi. Ủa, chết, để hơi thừa. Để nhầm. Đó, nói chung là cũng ổn đấy nhỉ. Được đấy, phải ổn đấy. Ok, rồi cái này để đồ này. Cất bớt đồ linh tinh đi. Đấy, hey. Đây, rồi. Mình sẽ để coi xem còn thiếu gì không ta. Giường có rồi này. Mình nghĩ là cũng tạm đủ ở đấy. Cái chỗ này mình sẽ thiết kế sau nhỉ. Để coi xem có cái gì cần không. Để coi xem à. Hoa, có hoa này. Có nên trồng hoa không ta? Cái hoa này phải có đất. Ủa, hết game à? Ủa, tại sao cắm trại lại đến thời gian? Ok rồi, thì tự nhiên là hình như là cái map cắm trại này có đến thời gian các bạn ạ. ID map này là 50615220 các bạn ạ. Nói chung là chơi cũng được, nói chung là mình cũng xây xong nhà rồi. Đấy, cũng xây xong lều trại rồi các bạn ạ. Nói chung là, nhắc mình nhớ là quên không xuống địa ngục thôi thì không sao. Nói chung là mình nghĩ là địa ngục cùng lắm chỉ đánh rồng thôi các bạn ạ, không có gì đặc biệt đâu. Ok, thì chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mình bè các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.